Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Và thưa anh em, thì hôm qua chúng ta bắt đầu buổi số 1 rồi đúng không? Thì hôm qua chúng ta mới làm quen giới thiệu bản thân thôi. Đấy, hôm nay là chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học, là bắt đầu chúng ta đi chinh phục cái bảng ngữ âm. Đấy, IPA. Thì nói lại hôm qua một chút, thì là hôm qua một số anh em ở đây là có anh em là nộp làm bài tập hết rồi, nhưng mà anh thức hôm qua em hướng dẫn bảo rồi đấy, là mình làm chưa đúng ấy, chưa nộp nộp cách thức nộp là đăng lên trên nhóm như mọi người đăng ấy, anh thức ạ, đăng lên trên nhóm, đăng lên đăng đăng lên YouTube, sau đó gửi link ở trong đó, bởi vì sao em bảo rồi đấy, ở trong bài viết em nói rồi đấy, thì mình ghi trên trên YouTube thì mới lưu lại được, thì là kênh của anh luôn đấy, anh là có kênh YouTube, anh làm đăng video YouTube bao giờ chưa? Mình đang rồi, mình đang Vâng, đấy thì kiểu như rồi. thế để mình có thể lưu lại được ấy. Đấy, sau đó mình vào kênh của mình thì mình xem lại. Đúng không? Còn đăng lên Facebook như thế là như Nam Nam đăng lên Facebook trực tiếp thì nói chung là đăng ở đấy thì ok thôi, nhưng mà ý là giữ lại, lưu lại cho mình ấy. Đấy, Ok. để quản lý về sau. Đấy, anh em mình quay quan sát lại có quá trình chúng ta phát triển như thế nào. Đấy. Và theo theo công thức, theo đúng làm theo đúng theo hướng dẫn em hướng dẫn đấy, thì mình chúng ta là có cái phần tên hashtag đấy, hashtag tên với cái bài tập ấy, để khi mà mình kích vào tên của ai ấy, kích vào cái hashtag đấy thì mình sẽ biết được là làm đến bài tập bao nhiêu rồi, hay là bài tập ngày mấy đấy, thì theo đúng thứ tự như thế, để mình cũng anh em lướt từ trên xuống dưới ở trong cái group đấy thì mình cũng có thể biết được đúng không ạ. Còn Hoàng là chưa chưa làm nhá, chưa thấy làm nhá. Đấy, tham gia nhớ lịch buổi sáng, tham gia với anh em vào buổi sáng này đấy, thì có bài tập như nào ở trong với quan sát, mình không học nhưng mình hôm nào thì mà bị bỏ mất đấy thì là vẫn có đây, hôm nay là bắt đầu quay ghi hình lại đây, và hoặc là nếu không thì là các cái bài học nói đấy như em chia sẻ đấy là các tài liệu ấy là có hết ở trên mạng rồi đúng không, thì bây giờ mình học cùng nhau như này là mình có môi trường thôi để chúng ta luyện tập, và mình sẽ check cho các bạn đúng không ạ. Đấy, thì tối hôm qua ở trong cái bài viết mình cũng bảo là anh em chúng ta chép lại cái phần cái bảng IPA đấy, thì anh em đã có anh em nào chép hướng Ok, chưa, ba ba cái ảnh ấy, có ba cái ảnh gửi vào trong nhóm đấy, anh em có anh em nào chép hướng chưa chép. chúng ta chép xuống, tức là có thể học bằng ảnh đấy luôn trực tiếp cũng được đúng không, nhưng mà chúng ta chép xuống thì nó sẽ nhớ. Đấy, chép xuống thì để nó nhớ là cái cách viết nó như thế nào ấy. Đấy, không biết viết như nào thì lên mạng tra nhá. Được không? Đấy, đấy thì chúng ta làm để chúng ta biết cách viết sao cho nó nhớ. Tức là kiểu nhiều khi là mình học như này nó cũng chưa sâu ấy. Phải viết xuống thì nó mới nhớ được. Đấy, cách phiên âm của nó như thế nào của từng từ. Đấy, thì hôm nay là chúng ta sẽ đi vào cái bảng phiên âm đấy. Đấy, thì hôm nay sẽ chia sẻ lại màn hình cho anh em. Đây là sao? Thế là sẽ vào quan sát cái bảng IPA đấy. IPA này nó là mình gọi là nó là một bảng tương tự như bảng chữ cái của tiếng Việt mình ấy. Khi mình biết cái bảng này rồi ấy, thì là mình sẽ đọc được hết các cái đấy, nhìn vào phiên âm là mình biết cách đọc đúng không ạ. Có đường Vào link được không? à? Có link mà, Tôi thấy không vào được nhỉ? để anh gửi lại link rồi nhé. Đang mở để chia sẻ. Đây. Rồi, anh em quan sát lên trên màn hình, đây là cái bảng IPA nhá. Bao nhiêu anh em là đã học cái bảng này rồi ạ? Mình chưa học Đấy, chưa được học bao giờ đúng không? Ở trên trường các cô không dạy đâu.
anh thức nhìn thấy cái bảng này bao giờ chưa? Nhìn thấy kiểu cũng nhìn nhìn thấy các ký hiệu này rồi đúng không? Nhưng mà chưa nhìn thấy cả cái bảng nữa. Chưa 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 nhìn thấy luôn. Chưa nhìn thấy cái bảng này bao giờ. Đây là cái gốc của tiếng Anh đây. Hoàng nhìn thấy bao giờ chưa? Em chưa đâu. Cũng chưa luôn. Vâng. Thu, Toàn nhìn thấy chưa? Một lần rồi, anh cháu có xem YouTube thôi, nhưng chưa học. Đấy, cái này chính là cái gốc của tiếng Anh nhá. Đúng như bảng chữ cái của tiếng Việt mình đấy, thì không biết cái bảng này thì làm sao mà đọc được tiếng Anh. Đúng không? Bây giờ mình làm chủ được cái bảng này, 44 âm này. Nói trong cái bảng này là có 44 âm. Thì là mình sẽ đọc được bất kỳ từ nào trong tiếng Anh. Đấy, nhìn vào phiên âm, nhìn vào từ điển ấy. Ở trong từ điển đấy mình nhìn thấy là sau cái từ vựng nó sẽ có cái bảng nó có các cái âm này. Được không ạ? Đấy thì nó là phiên âm. Thì nhìn vào cái âm này là chúng ta sẽ biết được cách đọc. Đấy từ cách đọc của từ rồi chúng ta sẽ lên từ của âm đấy rồi lên từ, lên câu. Đấy thì mình nhìn cái bảng này là nó sẽ có 44 âm đúng không ạ? Thì phần phía trên đây vowel. Vowel là nguyên âm. Còn consonant này bên dưới đây là phụ âm. Yeah. Đấy, nguyên âm này, phụ âm này. Và đây nó sẽ có, đây là monotone, diphthong. Yeah. Nguyên âm đơn. Đấy, phía bên này, âm đơn là một âm. Bên này là âm đôi, là ghép âm vào. Đó. Phía bên dưới, phía bên dưới là phụ âm này. Thì nguyên âm đơn nó có đây là y dài, y ngắn, nó cũng sẽ theo cặp đây. Một số âm nó sẽ theo cặp. Y dài, y ngắn, u dài, u ngắn. Đấy. Đấy chưa? Đây là A này, E này, Ơ này. Đấy các âm Ơ dài này. Cứ có dấu hai chấm đấy ạ. Dấu hai chấm phía sau thì nó sẽ là âm dài. Đấy, được chưa? Thì sẽ kéo dài âm đấy ra một chút. Đấy chưa? Đấy, còn phía bên này thì là sẽ ghép âm từ các âm ở bên này. Từ âm bên bên trái, những các cái âm nguyên âm đơn này, mình ghép âm lại. Thì sẽ thành tạo ra âm đôi. Đấy, phía bên dưới thì phụ âm, thì này nó cũng sẽ đi theo cặp. Đấy, âm P, âm B nó sẽ đặt khẩu hình miệng giống nhau, nhưng mà nó sẽ gọi là có một lại là âm vô thanh và âm hữu thanh. Đấy, P là âm vô thanh và âm B là âm hữu thanh. Đấy, thì bây giờ là mình đang chia sẻ tổng quan cho anh em. Đấy, T đây là một cặp. Đây là một cặp này đấy, hữu thanh à vô thanh, hữu thanh này. Đấy. G g với là k g đây này là một cặp này. M n g. Đấy các cái âm này nó thường đi theo cặp với nhau. F v. Đấy. Đây là tổng quan của nó. Thì nó sẽ có bao gồm ở đây là bao nhiêu? Đây là 4 3 12 này, 12 nguyên âm đơn này. 8 âm đôi này. Và còn lại 24 là phụ âm. Được chưa? Đấy thì chúng ta sẽ trong vòng một tháng là chúng ta sẽ phải chinh phục được cái bảng này, là phải đọc đọc được chuẩn nhá. Từ cái này, từ cái bảng này là thì mới nói được, thì mới bắt đầu luyện lên TOEIC hay IELTS gì anh em muốn muốn nói được, muốn nghe được thì là phải biết cái bảng này. Đúng không? Đây chính là cái gốc của nó đấy, không biết cái này là không thể nói được, không thể nghe được. Đúng không ạ? Đấy thì hôm nay là chúng ta sẽ bắt đầu vào cặp âm đầu tiên. Làm y dài y ngắn này. Được chưa? Y dài y ngắn. Vậy nào, bây giờ chúng ta sẽ vào âm y này nhá. Y dài y hai chấm được chưa? Y hai chấm là y dài. Is a long vowel sound này. Make your mouth wide like smile. Your tongue touch the side of your teeth. It's pronounced y được chưa? Nào bây giờ anh em nhá. Anh em có nhìn thấy anh em nhìn thấy lên màn hình rồi nhá. Nhưng mà tức là hôm sau là anh em phải chép xuống cái bảng này xuống nhá. Thì để mình có thể quan sát được nếu mà chia sẻ màn hình như thế này thì là sẽ không nhìn thấy được mình nói như là gì nhỉ? Gọi là cái động tác như thế nào, hướng dẫn như thế nào đúng không? Đấy, thì anh em sẽ chép xuống cái bảng này, chúng ta sẽ nhìn trực tiếp vào giấy. Đây là thứ nhất để chúng ta có thể nhìn được nhau. Và thứ hai là chúng ta chép xuống thì chúng ta nhớ bài. Đấy nhá, thì từ hôm sau phải đi là anh em chép bài xuống nhá. Đấy, còn bây giờ anh em có nhìn thấy trên màn hình không nhỉ? Có nhìn thấy mình trên màn hình không nhỉ? Có. Có nhìn thấy người rau không? Có.
Đấy, anh em bật cái chế độ mà cũng hiển thị người nói nữa đấy. Thì anh em sẽ làm theo nhá. Không, không, bây giờ tôi tắt đi đã nhá. Cứ làm theo đi đã. Anh em cứ làm theo nhá. Đấy, bây giờ làm theo này, âm y dài này, âm y dài khẩu hình miệng của chúng ta sẽ gửi như cười, chúng ta căng căng mép sang hai bên. Tức là khi chúng ta tập bây giờ ấy, anh em hình dung rằng là tập thì nó chúng ta sẽ gọi là exaggerate. Exaggerate có nghĩa là phóng đại nó lên, làm quá nó lên. Đúng không? Chúng ta luyện âm nào chúng ta phải làm quá nó lên. Là khi chúng ta nói chúng ta sẽ làm, tức là làm quá nó lên, tức là chúng ta sẽ tập căng thật căng ra, đúng không? Còn nói bình thường chúng ta sẽ không, khi mà chúng ta nói bình thường trong giao tiếp bình thường ấy, thì chúng ta sẽ không 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 căng đến mức như thế. Nhưng mà làm như này, một là chúng ta cho nó nhớ, hai là khi chúng ta vào trong, khi mà chúng ta giao tiếp ấy, chúng ta nói thì nó giảm đi là vừa. Đúng không? Bây giờ chúng ta nói thật căng kéo mép ra như này, đúng không? Nhưng ở đấy khi chúng ta nói thì nó bình thường, ngắn lại là vừa. Đúng không? Chúng ta nhớ. Hình dung cái chỗ này không? Anh em hiểu hiểu chỗ này không? Exaggerate. Đấy, làm quá nó lên nhá, phóng đại nó lên. Được chưa? Nào bây giờ nhá, đưa hai tay lên trước miệng nào. Tay đâu? Là Quỳnh Anh ơi, em để Quỳnh Anh với Thu nào, để ngang với Hoàng nó để ngang điện thoại ra, quay ngang điện thoại ra. Lúc quay video cũng thế nhá. Đặt ngang điện thoại ra, quay ngang khung hình ra. Bật chế độ xoay màn hình, xoay ngang khung hình ra nhá. Rồi nào, tay hai tay đặt trước miệng nào. Hai ba. Cười nhá. Cười. Kéo mép ra hình được chưa? Đấy, cứ kéo dài lên đấy. Ok. Rồi mình bây giờ mình sẽ vào từ. Vào từ này. Ok. Nào, âm sờ mình chu miệng lên một chút nhá. Âm sờ mình sẽ tập luôn một chút như nào. Tức là mình tập trung vào cái âm chính đó, nhưng mà cái âm phụ, tức là âm phụ âm mà phụ âm trước và âm sau ấy, nam sẽ tập qua một chút. Này, âm sờ sẽ là chu miệng. Sheep. Any self pay bật ra. Sheep. Nhấn mạnh âm y. Ở đây là mình đang tập trung âm y nhá. Sheep. Được nào. Sheep. Sheep. Bật âm lần sau nữa nhá. Âm pa pa là đấy. Sheep. Nào, ok, follow nào. Sheep. Rồi, có nghĩa là gì? Anh em nào biết từ này nào? Sheep. What does it mean? Nói lên, anh em bật ra luôn. Ai biết thì nói đi nào. Cứng anh cứ bật mic lên em ơi. Biết không? Bật nói lên. Nào, xoay ngang điện thoại ra được không? Ship hàng. Không phải ship. Ship hàng là S, Y, Y ngắn với P mà. Đây là con cừu. Sheep. Dạ, sheep. Sheep. Con cừu nhá. Sheep. Rồi. Đấy, kéo dài đúng rồi. Sheep. Sheep. Okay. Everyone, right? Focus, right? Repeat after me. Đấy, anh thức tuyệt vời. Đó như thế nào. Thu đâu, anh em đâu làm theo nhá. Anh em là chú ý là sao vào sớm ấy nhá. Chúng ta khởi động cùng nhau ấy. Vâng. C nào. E nào. C. Từ số 2 lại. C. Sở nhẹ nhá. C. Đấy, lúc vừa nãy là từ số 1 là ship con cừu, còn bây giờ chúng ta đang đến SEAI, biết là SEAI đúng không? Chúng ta sang từ số 2. Nói thì thôi mình hướng dẫn luôn để anh em nhìn khẩu hình miệng, anh em cứ follow luôn. Chúng ta sẽ quan sát lại cái bảng này sau nhá. See. Em làm cái động tác theo nhỉ. Nhìn nhá. See. Nhìn được không? Nào. Ok, tiếp theo nào.
bean 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 đây nhá, đây là âm này là âm từ hạt đậu ấy, b e a n ấy, được chưa? B e a n, được chưa? Em có nhìn rõ không nhỉ? Đấy, mình chép xuống đây rồi, mình cũng chép xuống đây rồi, nhưng mà anh em phải quan sát tức là như nào sẽ hướng dẫn, tức là nhìn được màn hình thì sẽ nhìn được mình những cách mình hướng dẫn. Có các bạn. Đấy, để xong. Đây, trong vừa trong xem này. Dạ. Nào, bean hạt đậu nhá. Hạt đậu thì chúng ta sẽ có hạt đậu đây, chúng ta viên viên hạt đậu nào. Bean. Được. Anh em nhìn nó, có nhìn rõ mình ở trên khung hình nhá. Bean. Bean. Nào, hạt đậu bean. Hạt đậu là động tác tay là bean. Bean. Ta đang viên một hạt đậu trên tay nhá. Bean. 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 Rồi, kéo dài ra, đậu, đậu, đậu. Hoàng kéo dài ra nào. Bean. Kéo dài ra nào. Bean. Rồi. Bean. Được chưa nào? Bean. Đưa tay ra, tay đâu, tay đâu? Tay đâu, tay đâu? Rồi, ok, làm tay cầm hạt đậu nhá. Bean. 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 Đấy, ok, nào. Tiếp theo nào. Bean. Eat. 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 Đấy, ăn, ăn nhá, ăn nhá. Eat. 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 Đưa, đưa tay vào mồm đấy. Ăn. Eat. 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 Ending sound, ending sound. Tức là mình sẽ phát âm là eat, đúng không? Eat. 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 Nó sẽ là sự kết hợp âm. Đúng không? Nó sẽ là sự kết hợp âm. I, hai có hai âm là âm I và âm T thì mình sẽ bật ở trong cái phiên âm của nó ấy, nó có âm nào thì mình sẽ bật ra hết, đúng không? I đấy, có hai âm đấy. Âm ship thì là sh, âm sh là đầu tiên nhé, sh, xong là I đấy, nhìn thấy âm nào đọc âm đấy, đúng không? Tức là trong cái phiên âm của nó ấy, quy tắc của nó là nhìn thấy âm nào phải đọc hết âm đấy và sau thì mình học nuốt âm sau là nâng cao, nuốt nuốt âm nâng cao là phải nâng cao, đúng không? Còn cứ nhìn thấy âm nào ở trong cái phiên âm của nó là bật hết ra. Đâu nào. Đấy, rồi từ tiếp theo là key. Nào, key là cái gì? Key. Chìa khóa. Key. Cần chìa khóa nào? Key. 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 Nào, giơ tay lên làm chìa khóa nào? Key. 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 Đây nào, cầm tay, cầm tay mở khóa nào? Key. 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 Nhung đâu tay, đâu tay đâu nhung ơi. Nào giơ tay lên nào. Key. 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 Mở khóa. Rồi. Ok, review lại từ đầu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có nào. Sheep. Sheep. Bật to bật mạnh lên nào. Sheep. Sheep. Đấy con kêu. Rồi, tiếp theo nào. Sheep. See. 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 Nhìn thấy thì see. 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 Nhìn nào. Ok nào. See. Bean. 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 Đây là sẽ có âm thanh N đằng sau. N học sau thì mình sẽ học làm như là nó sẽ là N. Bean. N. 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 Ẩn ẩn nó hơi có thể là sao là nặng. Bin. Bin. Đấy. Tức là nó sẽ kết hợp ba âm. Ba âm là bờ nhá. Bờ y này. Nặng. Bin. Bin. Đấy. Mình không đọc là bin. Đấy. Hoàn toàn khác là mình đọc là bin thôi đúng không? Anh em nghe nhá. Bình thường mình đọc là bin. Đúng không? Chỉ một một âm thôi. Một âm là bờ. Bin. Đúng không? Nhưng mà tiếng Anh nó sẽ đọc hết ra. Bờ. Bin. Bean. Đấy, bean. 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 Đấy gọi là ending sound. Thì tại sao mình phải bật ending sound ra? Tức là ending sound mục đích chính đó, ở trong tiếng Anh nó sẽ là khi mà mình kết hợp âm ấy. Nối âm. Nó có phần nối âm nữa. Về sau mình học nối âm, nâng cao.
đấy thì mình phải bật cả ending sound vào thì nó mới chính xác được, mới nghe được, mới phân biệt được. Nhiều từ nó sẽ gọi là có hiện tượng là đồng âm ấy, đúng không? Mình nghe nhiều từ đồng âm cùng một từ, ví dụ why. Một từ why thì anh em biết bao nhiêu nghĩa nào? Why đấy, mình phát âm là why thì là có bao nhiêu nghĩa? Tại sao? Why trắng. Why, từ why. Một, hai, ba. Rộng. Đúng rồi, rộng này. Rộng là we, W-E-D-E-I. Đúng không? Wide. Đúng không? Wife là vợ này. Why, tại sao này? Why, đúng không? Rượu đây này. Why, rượu uống này, đúng không? Why là màu trắng nữa này, đúng không? Trắng. Tại sao? Nó có mấy nghĩa như thế, đúng không? Nhưng thì chúng ta phân biệt là dựa vào cái ending sound của nó nữa. Đấy, chúng ta dựa vào ending sound để chúng ta biết cái từ đấy nghĩa là gì. Và dựa vào ngữ cảnh nữa. Đúng không? Nên chúng ta phải đúng ending sound. Đấy, nào lại again nhá. We have sheep. 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 Chúng ta học, chúng ta, anh em, một số anh em đã, đây là bây giờ chúng ta đang ngồi không? Còn chúng ta mai chúng ta tìm một vị trí để đứng nhá. Và đặt điện thoại tốt nhất là đặt ngang màn hình như này để chúng ta sheep. Đứng này. Sheep. 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 Let's go. Sheep. Nào, anh em bật, bật nhá. Cừu. Tim. Bật tiếng Anh, bật tiếng Anh, mình nói tiếng Anh, anh em bật tiếng Anh. Sheep. 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 Rồi, nhìn. See. Đấy, to lên nào. Anh em đâu, tất cả cùng nhau nhá. Cùng lên nào. Nào. Đâu. Bean. 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 Nào. Eat. 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 Tiếp theo. Key. 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 Rồi đấy là chúng ta vừa xong là cái phần các âm đầu tiên của âm y dài. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu. Đây là một âm. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần bên cạnh như này, là chúng ta nhìn thấy cái phần âm hai âm đấy. Nào bây giờ tiếp theo nào. Agree. 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 Trọng âm. Anh em nhìn thấy ở cái phía ở trong trong cái phiên âm của nó đó. Của nó đây nhá, nhìn thấy có cái dấu phẩy ở trên đầu đấy không? Đấy. Cái này gọi là cái gì? Là trọng âm. Đấy, nhìn thấy cái dấu phẩy đấy. Ở trên đầu nó gọi là trọng âm. Thì nó sẽ khác tiếng Việt mình. Tiếng Việt mình thì có thể nói bằng, bởi vì nó trong tiếng Việt của mình thì có cái hệ thống là hệ thống dấu truyền sắc khỏi ngã nặng đấy. Đúng không? Thì nó nhấn thay cho việc tiếng Anh thì nó không có dấu, thì nó có cái dấu trọng âm này. Thì trong câu, trong từ ấy là nó sẽ có những các cái từ nó sẽ phải nhấn hơn. Đúng không? Đấy, cái này gọi là trọng âm này. Thì cái sau, theo sau dấu phẩy ấy, thì nó sẽ là mình sẽ phải nhấn mạnh hơn vào nó. Cái âm đó này mình sẽ phải nhấn mạnh vào nó. Đúng không? Thì cái này là âm trước là âm ơ. Ơ đấy, âm ơ ấy. Thì mình sẽ đánh dấu huyền, quy tắc của nó. Ừ. Quy tắc trọng âm của nó là sẽ cái âm nào mà không có trọng âm thì mình sẽ đánh dấu huyền. Đấy, mình hiểu là như thế thôi. Và có trọng âm thì sau thì mình sẽ kiểu nhấn mạnh vào nó, hay là kiểu là thêm dấu sắc đấy, kiểu như thế. Nhưng ý là nhấn mạnh không? Được chưa? Thì nó sẽ là agree. 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 Thế nào? Agree. Agree. Rồi bây giờ nào. Đây agree là agree có nghĩa là gì ạ? Yes. Agree có nghĩa là gì? Agree. Anh em nào biết nghĩa không? Agree ấy, mình sử dụng máy tính nhiều, mình biết từ này mà. Tán thành. Đồng ý. Tán thành, đồng ý, đúng rồi. Đồng ý. Đồng ý đây.
cái cài đặt đúng không? Cài đặt các cái phần mềm gì nó đều bạn có agree policy đúng không? Có đồng ý với cái điều khoản của chúng tôi không? Thì bây giờ kiểu like đi, đồng ý đi. Đây như này đồng ý nhá. Agree. Rồi. Tiếp theo agree. Complete. Đấy, trọng âm. Complete. Đấy, trọng âm của nó một chút là complete. Đấy, trọng âm đúng không? Complete. Mình dấu hiệu là complete. Complete. Cái này có nghĩa là gì? Complete. Mình hay đọc là complete. Complete. Nhưng mà nhìn thì... Complete. Chợ hoàn thành được chưa nào? Complete này có nghĩa là hoàn thành. Học bài đi. Hoàn thành thì là action, chúng ta cứ chọn cái action cho nó. Khi mà chúng ta học bằng hành động ấy, chúng ta kết hợp vào hành động ấy thì chúng ta học bằng toàn bộ cơ thể, đúng không? Không chỉ riêng bằng nói, bằng nhìn. Đây chúng ta nhìn là bằng mắt nhá, chúng ta nhìn vào từ nhá, đúng không? Tiếp theo chúng ta nói và sử dụng thêm cả cơ thể, toàn bộ cơ thể nữa. Chúng ta học qua ba cách, có ba cách học đúng không? Để thu nhận thông tin ấy. Thứ nhất là qua mắt này. Thứ hai là qua nghe này. Đúng không? Đấy, VAK. VAK qua ba cách là nghe này, nhìn và vận động. Đúng không? Thì chúng ta học một lúc như thế này là chúng ta học qua cả ba phương ba cách luôn. Đấy thì sẽ dễ dàng nhanh nhớ hơn. Đấy nên chúng ta sao theo là như thế, nên là chúng ta sử dụng thêm cái action nữa. Use your body language. Ok. Nên là hoàn thành thì chúng ta sẽ là chọn một cái hành động cho nó là chúng ta sẽ hoàn thành như này đi, cái chọn một hành động bất kỳ đâu, nên ý là hoàn thành rồi, yes, complete, Agreed. Okay, now. Now, okay, so we move to the next one now. The next word we have receive. Receive. Ending sound của nét âm V. V thì mình phải bật là V. V. Đấy, gần gần như là sẽ phát âm V ấy, nhưng mà mình chỉ là thôi nhá. Đấy. Receive. Receive. Receive là nhận. Được chưa? Receive là nhận nào. Receive, nhận về mình. Nào, receive. Nhận về mình. Okay, now action. Use your action, right? Receive. Now receive. Nhận, nhận về mình. Receive. Đó, nhận receive. Về nào. Receive. Receive. Đó nhận nào, đó nhận nào. Action nào. Use your hand nào. Your hand nào. Receive. 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 Rồi, đó nhận. Okay. Now next we have believe. Nào trọng âm nào, chú ý đấy trọng âm nhá. Believe. Nào, tin tưởng thì là gì nhỉ? Tin tưởng action là gì? Anh em có ý tưởng là gì không? Tin tưởng thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Believe is... Vừa nãy là đồng ý, vừa nãy đây là đồng ý rồi. Bây giờ là tin tưởng, ok. Thì tin tưởng đặt tay vào tim tin tưởng đúng không? Tôi tin tôi làm việc, đấy đúng không? Believe. 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 Believ
Em nhìn thấy chữ gì ở giữa đấy không? Chữ gì này, này. Đấy, thì âm này nó gọi là âm lưỡng tính ấy, vừa phụ âm vừa nguyên âm đấy. Nếu mà đứng ở đầu câu thì nó sẽ là phụ âm, mà đứng ở trong trong từ ấy thì nó sẽ là, nó sẽ tương tự như là âm y. Đấy, mình nói là y, cho nên nó sẽ mình đọc là Việt, như cả Việt Nam mít đấy, đúng không? Đấy, Vietnamese, Vietnamese, yeah, này. Vietnamese, đấy, mình phải là âm y dài, âm y dài, nhanh chú ý à, âm y dài, Vietnamese. Vietnamese. Còn Việt Nam không ấy, Việt Nam ấy thì với là danh từ là nước Việt Nam nhá. Đây, Vietnamese. Rồi bây giờ chúng ta sẽ choose one action is đây. Như nào nhỉ? Chọn một cái action để chúng ta làm người Việt Nam như nào. Vừa rồi nó ná này. Nón lá à? Nón lá Việt Nam. Ok, mình cứ chọn, mình chọn một bất kỳ một action nào đấy để chúng ta ghi nhớ thôi nào. Action nào, đây là cái nón lá Việt Nam nha. Ok. Vietnamese. 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 Rồi. Ok, Vietnamese. Rồi bây giờ test nhanh qua anh em một chút nào, để chúng ta đọc nha. Bây giờ anh Thức đọc hai từ bên cột trái, hai từ bên cột phải nào. Sheep. Kéo dài, âm y kéo dài ra tí nữa nào. Sheep. Sheep. Rồi. Sheep. Rồi, si, cứ kéo dài căng căng môi ra nào. Y, y, cười nào. Y, si. Rồi. Ừ. Ừ, gần. Ừ. Ừ, gần. Agree. Y, y, bây giờ mình đang học, mình đang tập trung chính vào âm y nhá, nên sẽ anh em tập trung chính vào âm y này. Kéo dài ra được chưa? Keyword của cái âm ngày hôm nay là gì? Y, kéo dài đúng không? Căng mép sang hai bên, y như đang cười, y, được chưa? Đấy, nhớ keyword của ngày hôm nay là y dài, kéo ra. Ok, agree được chưa? Rồi, come, bây giờ... Complete, come nhá. Đó là come. Complete. Rồi. Complete. Đấy, kéo dài ra, nhớ là kéo dài ra. Nào, toàn đọc thử ra nào. Hai từ, mỗi bên hai từ. See. Been. Rồi. Complete. Complete. Nhấn mạnh âm y vào, nhấn mạnh, anh em nhấn mạnh âm y vào nhé. Complete. Complete. Y dài ra nào, dài ra. Please. Đúng rồi, dài ra. Believe. Believe. Đấy. Ok, kéo dài ra nào, nào. Hoàng lọc ra nào. Believe. Rồi. Rồi, ok. Believe. Từ believe à, hay từ gì đấy nhỉ? Believe. Đúng không? Believe. Believe. Live và
Believe. Đấy, rồi kéo dài V ra. Believe. Ok. Thêm một từ nữa nào. Thêm một từ nữa hả? Từ nào ấy? Vietnamese. 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 Rồi. Ok, đấy như thế nhá. Rồi, Quỳnh Anh đọc từ key với từ từ key với từ receive nhá. Key. Đúng rồi. Receive. Đúng rồi, tuyệt vời. Ok, đấy, receive kéo dài ra thế là được rồi. Easy đúng không ạ? Nam đọc thử thế nào. Eat. Receive. Bật mic, bật mic, bật mic. Okay. Sheep. 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 Kéo dài ra nào. Sheep. E. Sheep. E. Sheep. Đấy, dài ra, cứ kéo dài ra mà. Bảo mình đang phải làm quá nó lên mà. Agree. 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 Đấy. Nào, receive. Receive. Đấy, ok, đấy kéo dài ra như thế. Thu đọc believe. Believe. Rồi, believe, nhấn lên một chút. Trọng âm nào chứ, trọng âm là phải nhấn vào đó. Chứ không phải đọc là believe, believe, believe. Đấy mà believe, nhấn nào. Believe. Đấy, ok. Đấy. Rồi, đâu rồi? Nhung đâu rồi? Nhung thêm một từ Vietnamese nào, Nhung. Vietnamese. Nhung Vietnamese nào. Vietnamese. Nhung đâu, Nhung ơi? Vietnamese. Vietnamese. Nhung nào, Vietnamese nào. Nhanh, nhanh, nhanh. Vietnamese. Vietnamese. Đấy, ok. Rồi, thế nha, vậy là được rồi. Đấy, thì anh em chú ý là chúng ta sẽ học như thế nhá. Chúng ta sẽ đọc từng từ. Bây giờ hôm nay thì những bài đầu tiên ấy, những bài đầu tiên thì còn anh em còn chưa bắt kịp nhịp với nhau. Đúng không? Chúng ta chưa bắt kịp nhịp với nhau nên là chúng ta sẽ đi những bài đầu tiên là chúng ta sẽ đi hơi chậm. Bởi chúng ta chưa quen cách chưa bắt kịp nhịp, đúng không? Đấy, bài đầu tiên đi chậm nên là sau, còn các bài về sau thì chúng ta quen thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Đấy, cách thức nó như thế nào, đúng không? Đấy, thì bài ngày hôm nay chúng ta mới học tạm thời đến đây đã. Là sẽ có hai cột đấy. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục là các cái phần về câu, vào câu của nó. Đúng không ạ? Thì anh em chú ý chép về chép bài xuống, và hôm nay chúng ta sẽ quay video về cái phần các âm ngày hôm nay học. Học gì thì quay đấy nhá. Chú ý là chúng ta ở trên lớp là chúng ta học gì thì về sẽ quay bài tập về, quay video về cái bài, về cái nội dung đấy luôn. Đúng không ạ? Và anh em nhớ là mấy giờ thì up nào? Trước 10 giờ tối. Đấy, trước 10 giờ tối, nhưng đừng để thế nhá. Bảo là tốt nhất là như càng up sớm thì càng tốt, đúng không? Bây giờ xong rồi thì up luôn được, luyện tập. Và trong ngày thì chúng ta nhớ, ví dụ đi đường như nào đấy, chúng ta có thể chép các cái câu này ra, đúng không? Chúng ta luyện tập luôn. Đấy, thì làm sao để mà mỗi ngày đi hai âm. Bây giờ buổi đầu thì chúng ta đang đi chậm, đúng không? Mỗi ngày có thể một âm thôi, nhưng mà sau đó mỗi ngày hai âm hoặc bốn âm về sau tăng tốc lên. Bởi vì trong cái quá trình đấy, đây như này đấy, thì mình hướng dẫn luôn, ví dụ là âm đầu như nào đấy, âm chờ như nào, âm n như nào nói qua rồi, thì về sau mình chỉ học lại qua thôi đó. Nên ban đầu mình sẽ đi chậm. Đấy, thì học cái gì quay cái đấy, và nộp càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Để chúng ta có ai nộp trước thì check trước, ai còn nộp sau muộn quá. Như tối hôm qua có mấy bạn nộp mãi về sau mới nộp đấy, thì lúc đấy đi ngủ rồi thì xem giờ xem làm sao được, đúng không? Với cả anh em chú ý, chúng ta khi chúng ta thấy mà bạn bè mình đăng bài ấy, chúng ta có muốn mình được mọi người nhận xét cho không, có muốn mình tiến bộ hơn không? Có. Ai có muốn điều đấy không? Có, đúng không? Có. Ai muốn, nên là chúng ta cũng phải vào tương tác với bài của bạn bè mình. Chúng ta vào like cái, xem cái, xem là bạn mình có cái gì tốt,
Cái gì hay, ví dụ cách cách làm như nào đấy, ví dụ ít nhất là cái hình thức đăng bài, ví dụ hôm qua mình đã hướng dẫn rồi nhưng mà một số anh em chưa chưa biết cách làm đấy, đúng không? Có tên này, hashtag cái tên và cái bài tập ngày mấy vào, đúng không? Đấy, và đăng lên YouTube, được chưa? Đấy, xem bạn mình cách làm như nào, chuẩn như nào thì mình làm theo, đúng không? Đấy, quay ngang điện thoại ra này. Đấy. Vào like, comment các bạn gái xem cái gì tốt thì mình học. Đúng, xem bạn phát âm đúng chưa? Nếu mà mình phát hiện ra bạn phát âm chưa đúng thì là mình cũng đã tiến bộ rồi, đúng không? Còn nếu mà cái gì bạn đúng rồi thì mình học. Đúng không ạ? Thì anh em chú ý cái điều đấy nữa nhá. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta bây giờ anh em chúng ta vẫn có ai đi học thì sẽ đi học. Còn nếu ai cần bổ trợ thêm thì sẽ ở lại thêm để hỗ trợ anh em thêm tí nữa, đúng không ạ? Mình sẽ ở lại hỗ trợ thêm anh em. Ok. Đấy, bây giờ anh em nhớ bài tập chưa? Ok. Rồi, ok, thank you so much for joining this. Any have any more question? Any more question? Thank you very much. Thank you. Có question gì không? Có cái hình ảnh. Hình ảnh ở trong nhóm, ở trong nhóm đấy có rồi đấy, em up lên nhóm rồi đây. Okay. Thank you. See you again. Thank you. Thank you so much. Ok rồi gì? Rồi, thank you nha. See you tomorrow nha. Have a nice day nha. See you. See you again.